bầu mà phát hiện mình bị F0 thì trước tiên ấy là bạn phải thông báo chia sẻ cho chính chồng và gia đình nhà mình để chúng ta tự cách ly ở nhà đầu tiên. Đấy, vì trong một gia đình không phải ai cũng bị F0 ngay, mà mình bị F0 thì tức là người xung quanh là F1. Thế vì vậy mà chúng ta trước tiên chúng ta cách ly ngay. Thứ hai nữa là mình báo cho cơ sở y tế gần nhất, đấy là các trạm y tế hoặc là trạm y tế lưu động, và để làm họ có thể là hướng dẫn mình làm xét nghiệm test nhanh tại nhà, hoặc là mình mời các cái dịch vụ họ đến họ làm xét nghiệm nhanh hoặc là làm PCR cho mình nếu như mình không có điều kiện đi lại thuận tiện, để làm sao mình chẩn đoán xác định chính xác để mình có những cái chăm sóc sức khỏe cho mình được đảm bảo hơn, và cũng như có được sự quan tâm của các y bác sĩ và của y tế phường, vừa theo dõi được về dịch tễ mà vừa là thông báo để người ta quản lý dịch tễ, và khi mình có một cái triệu chứng gì trở nặng thì người ta cũng đã có sẵn những cái phương án để chuẩn bị để cho mình. Cho nên là các bạn là nên khai báo với phường để mình có được cái sự chăm chút được chu đáo nhất. Tất cả những trường hợp F0 không cứ riêng mẹ bầu, khi mà triệu chứng nhẹ thì chúng ta nên ở nhà, tự cách ly ở nhà, cách ly với người thân, cách ly với các cháu nhỏ và mọi người trong nhà, bằng cách là chúng ta phải có phòng riêng, cơ sở riêng đầy đủ điều kiện thuận lợi để ta cách ly, vừa an toàn cho mình, vừa có được sự chăm chút yêu thương của gia đình, để đảm bảo về mặt tâm lý cũng như là tư tưởng, về mặt sức khỏe, các cái tố chất để phục vụ cho mình được tốt nhất. Thứ hai là liên hệ với cơ sở và trực tiếp là các bác sĩ đã thăm khám cho mình, và mình có thể phỏng vấn và xin ý kiến của các bác sĩ chỉ đạo từ xa được. Điều trị đấy gọi là cái hướng điều trị từ xa, để tránh các mẹ bầu phải đến bệnh viện nhiều lần để có thể lại nhiễm hoặc lây lan sang các cái trường hợp khác. Thế còn những cái trường hợp mà nặng hơn cũng nên hỏi ý kiến để các bác sĩ chỉ cho mình xem lên có hướng điều trị thế nào và lên đến đâu để tiếp tục điều trị để mang lại kết quả tốt nhất cho mình. Những trường hợp sốt từ 38 độ trở lên thì các bạn có thể uống thuốc, ví dụ như uống paracetamol hoặc là cái viên efferengan sủi pha với 200ml nước uống, và một ngày chúng ta có thể uống khoảng 4 viên, mỗi một lần là một viên, cách nhau là 6 tiếng. Với tất cả những cái triệu chứng sốt, không những gì mẹ bầu mà tất cả những bệnh nhân mà sốt thì chúng tôi đều có thể bù điện giải bằng cái nước Orezon. Nhưng với một cái điều kiện là các bạn nên pha đúng tỷ lệ ở hướng dẫn của cái bao bì của thuốc là một. Hai nữa là mình pha với nước ấm, mình uống từng ngụm một, chứ đừng uống một cái hơi dài vào thì nó không có tác dụng, mà uống như thế mục đích để cho nó hấp thu vào và nó bù điện giải cho cơ thể của các mẹ bầu cũng như những bệnh nhân sốt. Ngoài nước điện giải thì các bạn vẫn có thể uống nước hoa quả, nước canh và các cái nước sinh tố bình thường, nhưng mà nên pha ấm. Đấy, và có thể uống thêm các cái thuốc bổ trợ như vitamin C, vitamin A, D, E để làm tăng sức đề kháng cho bản thân mẹ bầu. Khi mà các bạn thấy có những triệu chứng trở nặng, ví dụ ho nhiều, sốt cao mà dùng hạ sốt mà không có kết quả, thế rồi có những cái hiện tượng khó thở, ví dụ như là thở trên 20 lần phút, hoặc là có những cái máy đo, mình mua cái máy đo cái SpO2 đấy, nó đo cái nồng độ oxy trong máu mà nó xuống dưới 95, từ 95 trở xuống, thì chúng ta nên liên hệ với bác sĩ để đến cơ sở y tế để được điều trị chăm sóc tốt nhất. Ngành y của chúng tôi khi mà cái dịch xảy ra đã có sự nghiên cứu và có nhiều cái tổng kết, thậm chí người ta lấy từ nước ối này, từ bánh rau sau khi sinh này, rồi từ dịch mũi họng của em bé này, rồi thậm chí lấy ngay cả dịch âm đạo của người mẹ, thì xét nghiệm đều không thấy có virus SARS-CoV-2. Đấy, cho nên là cái yếu tố mà truyền từ mẹ mắc, gọi là truyền giọng, sang qua nhau thai để sang cái thai nhi là hiện tại là chưa ở đâu phát hiện ra có hiện tượng đó. Cho nên là các mẹ cứ yên tâm,
và chúng ta vẫn có thể giữ nguyên và theo dõi thai kỳ như đi khám thai định kỳ bình thường. Tất cả các mẹ bầu thì đều phải có một cái chế độ ăn làm sao mà đảm bảo sức khỏe, không những cho mình và cho con mình. Thế nhưng mà chỉ cần ăn đủ các chế độ dinh dưỡng là được. Nhiều khi mà các mẹ lo lắng quá, cho nên là nhiều khi có thể lại ăn tăng nhiều quá, ăn tăng cơm, tăng đường, rồi uống sữa bầu có đường nhiều quá, thì vô hình dung lại có những mẹ lại trở thành bị tiểu đường thai kỳ, hoặc là mỡ máu tăng cao quá thì cũng lại là nguy hiểm cho chính bản thân mình. Cho nên chỉ cần ăn uống làm sao mà đảm bảo các cái chất dinh dưỡng như cái lúc mà mình không bị Covid và tăng lên một phần nữa là được. Chúc các mẹ bầu luôn luôn có một cái sức khỏe, có một cái trái tim khỏe, có một cái tình cảm, có một cái sự yêu mến thân thương của tất cả gia đình cũng như là mọi người trong xã hội, và cùng chúng ta cùng quan tâm đến nhau, cùng nhau vượt khó trong cái giai đoạn Covid này bằng cách là thực hiện tốt tất cả những cái quy định 5K này, rồi có những cái thông tư mới, có những cái quy định mới của sở cũng như là của Bộ Y tế và của toàn ngành y tế đã thông báo với mọi người để chúng ta làm sao mà đẩy lùi cái dịch Covid một cách sớm nhất. Còn có những cái gì mà chưa cảm thấy thỏa đáng hoặc là thoải mái thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Bất kỳ giờ nào, lúc nào chúng tôi cũng đều có cái giải đáp mọi thắc mắc và giúp đỡ các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm nghỉ dưỡng và chuẩn bị chờ đón một cái cuộc hội ngộ với con thân yêu của mình. Chúc các mẹ bầu luôn luôn khỏe mạnh và có một cái lần sinh nở cả mẹ tròn con vuông và toàn bộ gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn.